lại về miền Đông, thăm lại chiến trường xưa, con đường thênh thang khung trời lòng gió, giữa rừng cây cao su miền đất đỏ, bát ngát ruộng đồng cuộc sống mới sinh sôi. Ai về miền Đông thăm lại những dòng sông, bến đò thôn xưa đón đưa năm ấy, những đoàn quân từ chiến khu sống dậy, tiến về thành đô giải phóng quê hương này. Sau chữ Bình Phước quê hương.